Ngày hôm qua, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã có một trận đấu hết sức đặc biệt. Trận đầu tiên đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam tham dự một kỳ World Cup lớn của FIFA. Đây là một cái niềm vinh dự và một niềm tự hào của bóng đá Đông Nam Á. Và đặc biệt là khi đội tuyển chúng ta được gặp với đội tuyển vô địch thế giới, đây là đội tuyển Mỹ. Trận đấu có thể thấy rằng với những cái thể hiện trên sân, các cầu thủ đã hiện thực hóa được ý đồ chiến thuật và đã tuân thủ các cái chỉ đạo của huấn luyện viên, và chúng ta đã có một trận đấu hết sức là kiên cường trước nhà đương kim vô địch thế giới. Với một cái sự tự hào, các cầu thủ chúng ta đã thể hiện được bản lĩnh cũng như sự kiên định trong lối chơi và có một cái kết quả bước đầu hết sức là tích cực. Điều này nó cũng nhận được cái sự tôn trọng của các đội tham dự tại vòng chung kết thế giới cũng như của dư luận truyền thông quốc tế, và điều đấy có thể nói rằng đấy là một cái niềm hạnh phúc đối với bóng đá Việt Nam. Qua cái trận đấu này thì đội tuyển bóng đá nữ chúng ta còn phải tiếp tục có những sự chuẩn bị tốt hơn để có những cái tiệm cận với trận đấu của Bồ Đào Nha cũng như của Hà Lan trong những lượt đấu tiếp theo, và cũng đang tập trung hồi phục tích cực sau trận đầu tiên để và chuẩn bị cho cái trận đấu tiếp theo với một cái tinh thần cao nhất. Hy vọng là đối với cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng thì đội tuyển chúng ta sẽ mang lại cái điều bất ngờ và tạo được cái dấu ấn trong lần đầu tham dự World Cup diễn ra tại New Zealand. Ngay từ sau khi mà chúng ta giành được cái quyền đi World Cup sau giải đấu Asian Cup diễn ra tại Ấn Độ vào năm 2022, thì sau một năm rưỡi, có thể nói những cái kế hoạch của đội tuyển bóng đá Việt Nam đã có cái sự chuẩn bị rất là sớm. Các cái kế hoạch, các cái phương án cũng như các cái lịch trình tập huấn tham dự các giải khu vực, giải châu lục đều đã được hoạch định xen kẽ lẫn nhau, tạo thành một cái chuỗi chuẩn bị để chúng ta hướng đến World Cup. Cái việc mà chúng ta được vào World Cup là một cái niềm hết sức là vinh dự, nhưng cũng đặt ra rất là nhiều thách thức. Rút kinh nghiệm từ những cái bài học thất bại của những đội bóng trong khu vực của chúng ta khi lần đầu bước ra sân chơi thế giới, thì Liên đoàn Việt Nam đã có một cái lịch trình cũng như là mở rộng các cái hoạt động quốc tế để tạo những cái điều kiện, những cái chuyến tập huấn hết sức bổ ích để chúng ta có cái sự chuẩn bị, rèn luyện về thể lực, kỹ chiến thuật cũng như đặc biệt là vấn đề tâm lý khi gặp những đối thủ lớn. Trong năm 2023 thì chúng ta có những cái trận đấu với chuyến tập huấn tại Nhật, tại châu Âu, và trước đó có thể nói rằng là chúng ta còn một trận đấu rất là quan trọng, và tôi nghĩ rằng là những cái trận đấu lớn như vậy sẽ mang lại cái kinh nghiệm quốc tế rất là bổ ích cho cầu thủ, đặc biệt là với trận đấu với đội tuyển Pháp vào năm 2022 và đội tuyển Đức vào tháng 5 vừa qua. Và đây là những cái trận đấu mà có thể nói rằng là đội tuyển chúng ta rút ra được rất rất nhiều bài học trong cái quá trình tiệm cận trận đấu cũng như là thích nghi với cái cường độ cao với của những cái nền bóng đá lớn của thế giới và của châu Âu. Và những cái trận đấu, có những trận đấu chúng ta thua với tỷ số rất đậm, nhưng sau những trận đấu đấy các cầu thủ chúng ta đã có sự tiến bộ rõ rệt trong tư duy chơi bóng cũng như là sự tích lũy về thể lực để đáp ứng với một cái cường độ hết sức cao. Và cái điều đấy nó được thể hiện qua cái sự bền bỉ chiến đấu trong cái trận đấu ngày hôm qua khi chúng ta gặp đội tuyển Mỹ. Mặc dù là thua sớm nhưng các cháu vẫn hết sức là bình tĩnh, tiếp tục tuân thủ cái lối chơi của huấn luyện viên trưởng Mai Đức Chung và hạn chế tối đa các cái bàn thua. Và với những cái tích lũy như vậy và những cái mà trải nghiệm như vậy thì tôi rất là kỳ vọng đội tuyển nữ chúng ta sẽ có những sự chuẩn bị thật tốt và hướng đến trận đấu với Bồ Đào Nha vào ngày 27 cũng như là trận đấu cuối cùng gặp Hà Lan, để chúng ta thể hiện được cái tinh thần thi đấu của các nữ tuyển thủ của chúng ta tại sân chơi thế giới, cũng như là tạo được những cái điều đặc biệt trong cái lần đầu tiên tham dự World Cup lần này để đền đáp cũng như là đáp ứng cái sự kỳ vọng mong mỏi của người hâm mộ.